Đây mời mọi người nhá. Giòn giòn chắc ngon lắm anh nhỉ. Ngon lắm. Quá đã rồi mọi người ơi. Quá đã rồi mọi người ạ. Hiện tại thì là vợ của mình đã có bầu 4 tháng rồi mọi người nhá. Và lịch trình thì là sang năm sẽ đẻ. Và bầu thì là bầu bé gái mọi người ạ. Gái, con gái đầu lòng ấy. Thì thật sự luôn là con gái đầu lòng là đúng như cái mong ước của mình mọi người nhá. Và là mình thật sự là mình không có thể là mình không phải là mình nói là ở đây là mình nói là con trai hay con gái là khác nhau, tức là mình giống như một, đều là con của mình hết. Nhưng mình muốn là con gái đầu lòng thì là con gái đầu lòng thật mọi người ạ. À, rất là vui luôn. Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo này của Kiên. Mọi người ơi, thì hôm nay video mình sẽ đổi một chút gọi là ẩm thực nha mọi người nhá. Đó, bởi vì là mọi người cũng biết rồi, bây giờ ngoài miền Bắc ấy rất là lạnh đúng không mọi người? Nên là phải cần một cái gì đó ăn để cho nó cay nóng và nó ấm người đây mọi người ơi. Nên là mình đã quyết định là ăn hôm nay mình sẽ làm một cái món gọi là mì trộn, nhưng mà gọi là trộn siêu cay mọi người nhá, không phải là mì trộn bình thường. Và siêu cay luôn đấy. Mì siêu cay luôn. Và ở đây là lem mọi người ạ. Lem thì là mình cũng mua tại siêu thị luôn. Lem này thì mình có mua ở siêu thị và cái lem này mình đã chiên qua rồi, chiên qua bằng dầu rồi mọi người nhá. Nên là nó rất là giòn. Và mọi người nhìn thấy này, cảm giác cái lem này mình chiên giòn nên mình ăn nó rất là sướng mọi người nhá. Còn là cái mì này thì mình đã lấu lên rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ rắc gia vị vào thôi và sẽ thưởng thức nha mọi người nhá. Mình với cả Dũng sẽ thực hiện gọi là màn gọi là ăn uống mọi người ạ. Uống mọi người ạ. Siêu ngon luôn. Ăn uống siêu cay đấy anh em ạ. Vì mùa đông như này nó rất là lạnh ấy. Mùa này bảo ấm lắm ấy. Ấm lắm. Với cả là anh em biết đấy, mình đang ăn thì mình đang ăn tại ở đâu? Tại ở ngoài ngoài trời luôn mọi người nhá. Ngoài trời luôn. Mà ngoài trời đang mưa phùn mọi người ạ. Mình vẫn ngồi ở ngoài này mình quay video cho mọi người xem, bởi vì chiều ngày hôm nay thì nói thật với mọi người là mình có một chút công việc bận nên là mình không thể nào mà mình quay video được, nên là mình lại phải đi mua đồ ăn về để tối mình quay video ăn đêm cho mọi người xem. Mong rằng là mọi người like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Cái này là cái gì ta? Bột tương nhiên anh. Tương nhiên á? Từ từ anh xem nào. Ô, anh tưởng mì cay. Nhưng mà mua nhầm à? Ô, thì là hóa ra là mì tương nhiên à? Ui, thế là anh tưởng là mì cay, xem sao. Hóa ra là mì tương đen à mọi người ạ. Tương đen rồi. Nhưng mà mì tương đen như này thì theo anh nghĩ là mình cho ít cái tương đen thôi thì ăn nó đỡ bị ngán, còn là mình cho nhiều quá thì nó sẽ bị ngán nha mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này, mình đang trộn lên mọi người nhá, rất là ngon này. Đó. Mình cho ít thì nó sẽ là ăn nó vừa khẩu vị mình hơn, chứ còn mình cho nhiều cái tương đen quá ăn nó rất là bị ngán mọi người nhá. Ai ăn tương đen mọi người biết. Đó. Theo mình nghĩ là vậy, còn là ai mà thích ăn nhiều thì mọi người có thể cho thêm nhiều nhá mọi người nhá. À, ở đây có thêm một gói mỡ này mọi người này. Đó. Mình sẽ xé cả gói mỡ này ra, mình sẽ rắc lên đây mọi người nhá. Đấy. Đấy, sắc mỡ luôn, xong là mình trộn đều lên, xong là triển thôi. Ok mọi người nhá. Rồi. Trước khi ăn thì mời mọi người uống nước nhá. Bóc nước đi. À anh uống nước xanh đi. Mày uống nước đen đi. Rồi. Ok. Ui, quá ngon luôn. Bóc đi, bật đi. Rồi. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Trước khi ăn phải uống nước trước anh em ạ. Uống nước trước xong rồi. Ui. Cái nước này uống đã thật. Thôi, ăn đi. Anh thử trước. Đi hai anh em ăn luôn. Nào. Đây rót chùm ớt vào đây này. Ôi không, ăn thế thì nó không đúng khẩu vị. Để đường ớt bên này. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức trước nha mọi người nhá. Mình sẽ làm miếng nem này. Về mời mọi người nhá. Giòn giòn chắc ngon lắm anh nhỉ. Ngon lắm. Quá đã rồi mọi người ơi. Quá đã rồi mọi người ạ. Cái này vì nó cay cay không anh? Không. Ăn đã lắm, thơm nó cực kỳ luôn. Em ăn đi. Thử miếng đi. Mời mọi người nhá. Nha mày ăn nó khác vị, mình tự làm.
thêm gì vào đấy. Đúng rồi. Ngon nhỉ. Quá đã mọi người ạ. Chấm tương ớt thì thôi. Gọi là hết sảy mọi người nhá. Ui, ngon hết. Lâu lắm rồi mình không ăn một bữa mì trộn mà nó ngon như này mọi người ạ. Bởi vì là bản thân mình là một người rất là ăn mì tôm rất là ít ấy. Đấy, mình chỉ hôm bữa hôm nào mình nuôi nấu cơm nắm thôi thì mình ăn thôi. Còn bản thân mình rất rất ghét ăn mì tôm. Nhưng mà hôm nay đúng là ăn cái mì này mà trời lạnh này ăn nó cũng ok nhỉ em nhỉ. Mọi người nhìn này, mì này này ăn nó rất là vừa nha, nó không gọi là quá gọi là mặn, cũng không quá gọi là đắng. Mì tương đen thường thường nó rất là đắng đúng không? Đấy, nhưng mà mì tương đen mình trộn ít ít màu đen thôi, ăn nó rất là ngon mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Tương đen nha. Vì tương đen này nó cũng cay cay anh ạ. Nhưng mà nó cũng không cay lắm đâu, vừa vừa thôi. Thì anh kia cho ít vị cũng vừa vừa ấy, không cho hết ấy. Cho hết thì cay lắm ấy. Cái này cũng ngon. Quá đã mọi người ạ. Ui. Ui, ngon nhức lách luôn. Ui. Mọi người biết này, chỗ mình đang lạnh đến nỗi là thở ra khói luôn này. Khói luôn rồi. Đấy. Ui. Ui, quá ngon mọi người ạ. Thì mọi người, có rất là nhiều mọi người hỏi mình là tại tiện thể như này nhá, tại thể mình đang quay video này thì mình sẽ giải đáp một chút câu hỏi của mọi người trong thời gian vừa qua. Bởi vì là có khá là nhiều anh chị hỏi Kiên là ở Phạm Thư là đang có bầu gái hay là bầu trai, và tình hình của Phạm Thư với cả của Kiên với của mọi người như nào rồi, và tem mình như thế nào. Thì mình cũng xin giải đáp thắc mắc và trả lời câu hỏi của mọi người nhá. Là hiện tại thì là vợ của mình đã có bầu 4 tháng rồi mọi người nhá. Và lịch trình thì là sang năm sẽ đẻ. Và bầu thì là bầu bé gái mọi người ạ. Gái, con gái đầu lòng ấy. Thì thật sự luôn là con gái đầu lòng là đúng như cái mong ước của mình mọi người nhá. Và là mình thật sự là mình không có thể là mình không phải là mình nói ở đây là mình nói là con trai hay con gái là khác nhau, tức là mình giống như một, đều là con của mình hết. Nhưng mình muốn là con gái đầu lòng thì là con gái đầu lòng thật mọi người ạ. À, rất là vui luôn. Và từ lúc mà Phương Anh có xin lỗi bọn mình rồi thì mình cũng cho Phương Anh vào tem rồi, thì là hiện tại là tem mình đang rất là vui vẻ và đang ở với nhau và chuẩn bị là bọn mình sẽ là có nhiều cái video hay hơn cho mọi người xem mọi người nhá. Còn là và mọi người cũng hỏi mình rất là nhiều là tại sao mà thấy tem anh đợt này không thấy bíp với cả là mọi người quay vậy, thì mình sẽ lại giải đáp cho mọi người luôn. Là bíp thì là về quê, bởi vì là bíp muốn về quê trước để sắm Tết cũng như là giúp bố mẹ gia đình để gần Tết trước. Còn là anh Hưng thì là không làm cùng với bọn mình nữa. Đấy, còn là bíp thì ra Tết vẫn nên tem mình để làm. Đấy, còn là vẫn còn Thông này và Dũng này, mình này và một hai anh em nữa, Bình này với cả là mới một hai người nữa nha mọi người nhá. Đó, còn là nói chung là em mình anh Hưng anh về để anh ấy về anh làm riêng, còn là bíp thì ra Tết anh nên ra Tết nên đó mọi người nhá. Đó nữa mọi người hỏi nhiều và một cái điều quan trọng này, hiện tại là tem mình đang tuyển học viên. Bạn nào muốn đăng ký vào tem của mình để học cũng như là muốn tham gia để kiếm tiền cùng với tem của mình thì mọi người nhanh chóng inbox qua Zalo của mình nhé mọi người nhé.
Zalo của mình có để ở phần mô tả, mọi người nhắn tin cho mình qua phần Zalo. Mình đang tuyển học viên nha mọi người nha. Tuyển học viên, mình tuyển 5 slot. 5 slot mọi người nha, 5 slot mọi người nha. Ai muốn về tem của Kiên để kiếm tiền cùng Kiên, muốn ở cùng với Kiên, muốn làm việc cùng Kiên, muốn kiếm nhiều tiền và muốn bán hàng cả phần top top, thì mọi người cứ nhắn tin cho mình qua Zalo. Bên mình hỗ trợ đào tạo cả top top miễn phí, đào tạo cả YouTuber miễn phí. Nói chung là anh em muốn vào tem thì bên mình sẽ nhắn tin cho các bạn qua Zalo. Các bạn nhắn tin cho mình rồi thì mình sẽ trả lời. Và ai muốn vào tem thì mọi người cứ nhắn tin cho mình qua Zalo, mình sẽ trả lời hết tin nhắn của mọi người nhá. Và mọi người nhắn tin cho mình thì mình sẽ trả lời mọi người. Và ra Tết, qua Tết thì mọi người sẽ lên học mọi người nhá. Đó, thì là mình sẽ tuyển thêm 5 bạn nữa, nam hay nữ đều được nha mọi người nhá. Bên mình sẽ hỗ trợ gì ạ? Máy tính, máy quay, chỗ ăn, chỗ ở. Mọi người chỉ việc đến và làm thôi, đúng không? Đúng rồi. Đó, chỉ việc đến và làm, không phải không phải đầu tư một cái gì cả. Không cần phải mua máy tính, máy quay, không cần phải gì cả. Xách quần áo rồi lên đây làm. Chỉ xách quần áo với cả nhắn tin cho mình để mình tư vấn cho các bạn khóa học. Đấy. Còn nếu mà anh em nhắn tin bây giờ luôn thì giá nó rẻ hơn. Đúng rồi. Qua Tết, nếu mà qua Tết thì giá nó khác hơn. Đúng rồi. Tại vì bây giờ giá đang giảm cho anh em nào để qua Tết nhanh tay để đăng ký ấy. Đấy, thì anh em nào nhanh tay đăng ký luôn hiện tại bây giờ luôn. Với cả là anh em đăng ký luôn từ bây giờ ấy thì là anh em còn slot nhá mọi người nhá, bởi vì tem mình không tuyển nhiều, đúng không? Nhưng... Tem mình thì mặc định là mình chỉ tuyển từng này thôi, chứ mình không tuyển nhiều, để chật nhà mọi người ạ, thật sự luôn. Mình muốn là tuyển học viên đến về làm với mình thì anh em gắn bó lâu dài, làm với nhau giống như một gia đình, giống như anh em một nhà. Đấy mới là một cái điều mà mình muốn. Còn là cái điều mà mình muốn ở đây không phải là cái điều mà không phải là như người ta là mình tuyển học viên về xong là mình lấy tiền. Mình là mình muốn là tuyển học viên về, anh em làm với nhau, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau cố gắng, ở với nhau, phát triển cùng nhau. Và không biết cái gì thì mình chia sẻ. Ok chưa mọi người? Còn ai muốn đăng ký thì nhắn tin cho mình qua Zalo nhá. Ok mọi người, mình sẽ ăn tiếp mọi người ạ. Để nói chuyện lúc nữa là chắc là cái nguội luôn mọi người ạ. Tiếng ướt, luôn. Chúc mừng năm mới anh em ạ, bởi vì là năm mới rồi, cái gì cũng xuân sẻ, cái gì vui vẻ nha mọi người nhá. Và mọi ai muốn học thì mọi người đăng ký cho mình, nhắn tin cho mình qua Zalo nhá mọi người nhá. Rồi là anh em vào tem mình hỗ trợ cho anh em từ A đến Z luôn. Anh em yên tâm về phần tem mình hỗ trợ như nào. Nếu mà không hài lòng, không ưng ý thì về luôn, hoàn tiền luôn, ok chưa? Tiền luôn, đúng rồi. Còn là thật sự luôn là lúc này là đang lo lắm rồi. Em ăn nốt miếng đi, ăn được bao nhiêu thì ăn đi, anh ăn no lắm rồi. Thật sự luôn mọi người, là bình thường mình không ăn em bao giờ đâu, nhưng mà mình quay này mình phải thật sự luôn là ngon thì mình ăn một hai cái thôi. Thật sự là mình không ăn bao giờ đâu. Nem ấy là một, với cả nội tạng thì mình không bao giờ mình ăn. Thế thật sự luôn. Không bao giờ mình ăn nem luôn. Nên là mình mua về mình quay thôi, mình cho mọi người ăn cùng thôi cho nó vui cho mọi người ạ. Thưa, mình cũng không thích ăn nem đâu. Mình lần đầu tiên mình cũng uống nước này mọi người này. Cũng lần đầu tiên luôn trong cuộc đời luôn. Không phải nó phét thằng con chó luôn nhá. Lần đầu tiên uống nước này luôn. Đấy, mình cũng chả biết là nước này nước gì mình mua về. Cái như Pepsi rồi. Nước này là nước Monster. Đấy mọi người ạ, uống thì nó giống như kiểu là không khác gì nước cam cô có ga. Đấy y xì. Đúng rồi, là mẫu mã rất đẹp. Đúng rồi. Ok mọi người nhá, còn mọi người xem video của mình thì đừng quên like, share, đăng ký kênh của hộ mình nhá. Bye bye mọi người.